À, chúng tôi xin chân linh à, trân trọng kính chào quý khán giả của đại gia đình của người Việt Channel và thưa quý vị ngày hôm nay là thứ tư rồi à, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 à, trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày bình an và xin chào tái ngộ cùng tiến sĩ Đinh Trung Quân từ miền Nam Cali vâng xin kính chào quý khán giả của người Việt Channel à, xin chào anh uh... Hoàng Bách từ Yêu Sinh và tôi từ Nam Cali. Dạ vâng, à, thưa quý khán giả, trước nhất là chúng tôi muốn thảo luận với tiến sĩ Đinh Trung Quân về nội tình của nước Mỹ và nhưng mà trước đó chúng tôi muốn gửi một vài cái tin mà có lẽ là xảy ra từ hôm qua nhưng mà có vị thì chưa nghe và tôi chúng tôi xin gửi thứ nhất là ngày hôm qua thì Tổng thống Joe Biden và ông Tập Cận Bình tức là chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc có một buổi nói chuyện với nhau qua điện đàm với nhau thì trong lĩnh vực gì? họ neo lên có nhiều hồ sơ tức là cái trung gặm đó, thì nó là cái làng ranh đỏ đó là Đài Loan yêu cầu quý vị không có cân thịt vào nụ tình của nước Mỹ là đừng có đề cập tới Đài Loan nhưng mà ngược lại tổng thống Joe Biden nói là bây giờ phải để nguyên trạng bởi vì cái tình trạng là ổn định để chúng ta cùng phát triển ở Đài Loan cũng như là ở Biển Đông tất cả để nguyên trạng để cho nó phát triển nhưng mà à, bên Trung Cộng thì tìm cách gọi là lắng chiếm ở Đài Loan hoặc đe dọa Đài Loan trong những ngày vừa qua thì đó là cái hồ sơ có thể nói là sau cái kỳ họp ở San Francisco mặt đối mặt với hai vị lãnh đạo đó thì tháng 11 năm 2023 ở San Francisco thì đây là lần đầu tiên hai vị nói chuyện với nhau và họ cũng yêu cầu là giữ với nhau cái đường dây nắm để có cái gì thảo luận với nhau đó là chúng tôi nói về vấn đề À, hai vị lãnh đạo à, Hoa Kỳ và Trung Quốc có cuộc nói chuyện Trở lại vấn đề thì cũng ngày hôm qua Thì ông à, Antony Blinken tức là Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Ngoài một chuyến đi con thua từ Nam Hàn đi tới à, Phi Luật Tăng Rồi qua Ả Rập xê Út đi rồi đi à, à, Qatar Rồi à, nhiều nước lọt lên, rồi cuối cùng là đi tới Do Thái Nhưng mà giải quyết cái vấn đề khác thì ngày hôm qua ông là đi tới Pháp để gặp cái người đồng nhiệm tức là ngoại trưởng của pháp và à, bộ trưởng à, ở bên pháp lát hỏi anh quân là tại sao họ không hỏi gọi là bộ trưởng Quốc phòng mà họ gọi là bộ trưởng quân lực à quân thì à, lát ra sẽ nhờ anh, nhưng mà tối hôm qua thì ông ngoại trưởng hoa kỳ có gặp ông à, tổng thống pháp ngày hôm qua thì có ăn trưa với người đồng nhiệm và tối hôm qua thì thảo luận hai cái hồ sơ mà họ thảo luận đó là vấn đề Nga xâm lăng Ukraine và thứ hai là Trung Đông. Bởi vì Nga xâm lăng Ukraine thì quý vị biết là thảo luận rất là cạn kẽ bởi vì bên Âu Châu ngày hôm nay đó họ cũng dự trù là dự trù làm sao tìm ra 100 tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine để kiên trì đấu tranh chống lại Nga bởi vì Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine mà sẽ xâm lăng các nước khác cho nên các nước Âu Châu ở trong là thế ứng chiến hay à đẹp mà đồng thời nữa là cũng thảo luận về cái vấn đề là hợp à, thượng đỉnh của NATO hay là nói cách khác là hợp NATO năm nay là Hoa Kỳ là chủ tịch à, cho nên à, họp vào tháng 7 ở qua thịnh đấu và tổng thống Pháp cũng như là ông ngoại trưởng à, Hoa Kỳ thảo luận về những cái hồ sơ này những vấn đề này tiếp tới đó thì chúng tôi biết là vào tháng tư này thì có tổng thống Joe Biden sẽ đón tiếp hai vị lãnh đạo tại Á Châu đó là Nhật Bản ông Kishida và người thứ nhì là Phi Luật Tăng có thể là họ tạo thành một cái liên minh giữa Hoa Kỳ Nhật Bản và Phi Luật Tăng và trong tháng bãi này đó cũng trong cái hội nghị NATO đó thì theo tin tức cho biết là đã mời tổng thống Nam Hàn và Nhật Bản để tới tham dự qua là quan sát viên trong cái hội nghị NATO nhưng mà đồng thời cũng có cuộc họp riêng với tổng thống Joe Biden để tạo thành cái thế liên minh gọi là NATO bỏ túi tại Á Châu tức là à, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn. đó là những cái tin tức mà chúng tôi lượm được để mà gửi đến quý khán giả của chúng ta và đặc biệt là ông à, Mike Jensen là chủ tịch của đảng à, chủ tịch của quốc hội Hoa Kỳ thì qua cái bài phản vấn trên Fox News thì ông có nói là ông sẽ à, viện trợ cho Ukraine cho Do Thái nhưng mà ông biết là trong nội tình của cộng đồng cộng hòa có nhiều chống đối ông, Đồ lật đổ ông nữa cả, đồ đó chính trang đó là Majority Taylor Green và ông Magaz và một số người nữa thì đó là những cái nội tình mà chúng tôi muốn gửi đến quý khán giả. Anh Quân có điều gì để bổ túc thêm không trước khi mình đi vào nội tình nước Mỹ? Vâng, à, anh, anh uh, Hoàng Bách biết và uh, quan khán thính giả nên biết là thế này tại sao mà tại về vấn đề Ukraine mà ngoại trưởng Blinken ghé Pháp tại vì Pháp là đứng đầu cùng với Czech, uh, uh, Czech là là uh, và và Đức đó làm sao viện trợ đạn dược, súng ống cho Ukraine và Pháp vừa rồi đã đã viện trợ rất là nhiều uh, nghĩa là thiết vật xa và uh, hòa tiến, uh, tân tiến để có thể phòng không của 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 Ukraine có thể chống đỡ lại với là máy bay không người lái của 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 nga thì ở đây đó đó là chuyện thứ một chuyện thứ hai đó đừng có quên đó là Pháp là một trong những nước đã thả dù về vấn đề mà lương thực cho giải Gaza do đó Pháp vì vậy ông ngoại trưởng Blinken đã ghé Pháp để nói chuyện à, nghĩa là đặc biệt về hai vấn đề đó với Pháp là một cái đồng minh về bây giờ là một nước nghĩa là gọi là cực kỳ nghĩa là không có... trước đây ai cũng biết là ông Macron luôn luôn muốn bà đàm phán với tổng thống Putin nhưng mà bây giờ coi bộ là ông ta đã thất vọng rồi và có một cái lập trường nghĩa là cứng rắn rất là cứng rắn đối với nga vâng xin thêm cho việc này cho quý khán thính giả dạ vâng cũng một cái tin thêm chúng tôi xin bổ túc đó ngày hôm qua thì do thái họ lấy làm hối hận hay là tiếc vì quả tiễn của do thái đã bắn vào trúng một à, bãi người bãi người bị thiệt hại bị chết đây là những cái người mà họ làm cái nhiệm vụ là họ lo tải lương thực để giúp đỡ cho các cư dân ở trên giải gaza đó thì do thái lấy làm tiếc nhưng mà rồi một cái tin nữa mặc dù cũ là cách đây cũng hơn một ngày tức là à, do thái đã bắn vào một cái tòa đại sứ của aren tại syria gây chết bảy người trong đó có một tướng lãnh và các sĩ quan cao cấp. À, đó là cái chuyện mà bây giờ thì Aaron họ nói là họ sẽ bằng mọi cách họ thề là sẽ trả thù. Thì chúng ta không biết hai, sao. Hai ông tướng, hai ông tướng bị thiệt mạng. Dạ ở hai bên. Asean và một ông. Là... Dạ. À. Thì đó nhưng mà cái chuyện đó cũng khá quan trọng là tại vì nó có thể gây ra làm rộng ra chiến tranh ở Trung Đông. Đúng mà vậy. Tới bây giờ đó là Hoa Kỳ đã đàm phán như là giữa nghĩa là, là là bên cạnh bên lề đó với Iran để cho vấn đề chiến tranh Trung Đông nó không có lớn ra. Vì vậy đó thành ra nó là một cái tin khá nguy hiểm vì vấn đề mà đó là Israel bắn vào lãnh sự lãnh sự Iran tại Damas tại uh, Syria đó là một cái tin cũng khá nghĩa là, là, nghĩa là, là nguy hiểm Vâng, xin trả lại anh chúng tôi đồng uh, ý với anh Quân một điều đó là bây giờ đó đang cái mùa bầu cử cho nên cố gắng là tìm cách chặn đứng một cái manh nha mà có thể phát triển tăng tăng uh, gọi là lan rộng À, trên cái vấn đề chiến tranh ở Trung Đông Cho nên đây là cái điều mà có lẽ à, Chính phủ Mỹ họ rất là dài dạc Cho nên họ tìm cách họ chặn một mặt thì à, Ngăn cản nhiều thứ hướng nữa à, Và chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ dự trù là viện trợ 18 tỷ Vũ khí cho Do Thái Cho nên Do Thái họ rất là lệ thuộc vào Hoa Kỳ Cả tiền bạc lẫn vũ khí Nhưng mà ông lấy trên Yahoo cũng là cứng đầu quá Cho nên thứ Bảy Chủ Nhật vừa rồi đó thì cái lần sóng biểu tình lây tới mấy chục ngàn người trên toàn thể của dân Do thái thứ nhất họ yêu cầu là phải có 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 lại công tin là một cái thứ hai là ông lấy tên Yahoo và ở từ chức bây giờ trở lại cái vấn đề nậu tình của hoa kỳ trước khi nói nậu tình của hoa kỳ ở washington washington đúng đó thì chúng tôi muốn nói là cũng là cái thủ đô của người việt tị nạn tại miền nam cali Năm nay đó thì chúng tôi thấy có sự xuất hiện của một cái nhân vật mà người ta cho rằng có nhiều tiềm năng mà cũng có nhiều khả năng để có thể trở thành một dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Đó là Andre Cretter. Thưa quý vị, anh này ra anh là một cựu quân nhân. Có lẽ lát nữa chúng tôi sẽ nhờ anh Quân giới thiệu thêm. Anh là một cựu quân nhân sau khi đi đi tham gia vào quân đội của hoa kỳ anh trở về thì anh trở thành là một luật sư có hành nghề tại miền nam kali à, lót ở đây thì chúng tôi sẽ gửi cái hình ờ, chắc là chúng tôi gửi cái hình để quý vị thấy là thưa quý vị đây là hình của tiến sĩ đinh trung quân mà tiến sĩ đinh xuân ở, ở ngay thủ đô ha, mà cũng ở trong đơn vị của anh này cho nên cũng đang vận động để hỗ trợ mặc dù tiến sĩ đinh xuân quân không có đảng phái à, không cộng hòa không dân chủ nhưng mà vì vì là người việt không phải là người việt nào cũng ủng hộ người việt đâu người việt nhưng mà có tiềm năng người việt đó mà anh này đó, đã là nói về cái thành tích đã là đi chiến đấu rồi thứ hai là anh có sinh hoạt ở cộng đồng ở miền nam Cali và anh cũng là một người có văn phòng ở đó cho nên anh cũng là người có năng nổ năm nay mới hình như 42 tuổi thì phải bây giờ xin anh Quân có thể cho biết bởi vì chính anh à, đã lên đại lý Sài Gòn anh cũng giới thiệu mà người bạn trẻ này đi vào dòng chính của Hoa Kỳ mà chúng ta có tiềm năng nha trước đây chúng ta có một và chị gọi là chị Murphy ở bên nhà Florida là dân biểu liên bang nhưng mà sau đó năm 2020 thì chỉ không có ra ấn cử nữa à thì bây giờ bây giờ chúng ta không có một người Việt Nam nào ở trong dòng chính của Hoa Kỳ dòng chính chúng tôi nói là dòng chính liên bang á thì anh này ra ứng cử mà người ta đánh giá là anh này có tiềm năng để mà đấu đầu lại với một người mà đương kim bây giờ xin mời anh Quân có thể cho biết về à, cái lắc nào đặc biệt à, về anh đi ra trần và quý vị biết đó, là anh Quốc À, vào chủ nhật này anh sẽ có một cái chương trình phản vấn trực tiếp với anh ứng à, cử viên dân biểu này à, và cũng kêu gọi bà con khắp nơi nếu mà có điều kiện đó thì chúng ta không cần ủng hộ nhiều năm đồng 10 đồng 20 đồng tùy là vì anh này có điều kiện và cũng có đủ thách thức để mà trở thành một dân biểu liên bang rất là có tiềm năng đó thưa quý vị cho nên quý vị không cần ủng hộ nhiều ủng hộ tinh thần 10 đồng, 5 đồng, 15 đồng giờ gửi vào lất ở đây. Nếu được thì anh Quân không giới thiệu về cái điểm này. Nhưng mà nếu mà trăng cái chương trình vào Chủ nhật lúc 2 giờ chiều đó thì anh Quốc sẽ đưa lên tất cả những cái vấn đề là gửi về đâu như thế nào để quý vị yếm trợ bằng tinh thần mà. Bây giờ xin trở lại với anh Quân. Trước hết đó, quý vị biết là chúng ta ở Lý Tinh Sài Gòn là thủ đô người Việt nhưng mà không có gọi là ứng cử viên nào mà sáng giá, tại vì tới bây giờ là chúng ta có những đại diện chúng ta tại Sacramento, tại nghĩa là là tiểu bang, nhưng mà tại liên bang đó thì chưa có người nào, tại vì đa số những cái người mà gọi là uh, ứng cử viên gốc Việt tại nghĩa là Little uh, Sài Gòn và các cái vùng lân cận Orange County đó thì là gọi là chưa có gọi tầm mức, tầm mức gọi là quý vị đừng có quên đó, anh này là một anh luật sư nhưng mà cái đặc biệt tại sao luật sư thì cũng có nhiều luật sư lắm chứ đâu có phải không? Nhưng mà ông này không có ra làm văn phòng đặc, ông này đặc biệt là là luật sư cho những người tiêu thụ, nghĩa là những một thứ luật sư mà tranh đấu để làm sao cho giá cả, cho đời sống dân chúng không có bị nghĩa là nghĩa là các công ty lớn mà ăn hiếp đó thì đây đó thì quý vị thấy là anh này là uh, anh Derek Phạm, à, Derek Trần đó, và và phu nhân đó, và ba đứa con ở đây đó thì mình thấy là tại sao tôi nói là có hy vọng tại vì ở bên California đó thì có một cuộc mà gọi là tranh cử nghĩa là sơ bộ tranh cử sơ bộ thì người nào cũng được ra hết là dân chủ hay là uh, cộng hòa đều ra và ở đây đó cái người mà hiện giờ là dân biểu cho uh, địa uh, phận là 45 đó là bà Michelle Stein là một người gốc Nam Hàn và bây giờ lần đầu tiên chúng ta có một người nghĩa là ứng cử viên gốc Việt 100% đó thì là do do đó quý vị thấy hai người đó thì quý vị nhớ đó là chúng ta có hai ứng cử viên nhưng mà sáng giá đối với người Việt Nam nó là ứng cử viên Derek Trần tôi nói là tại sao mà ông này đó là quý vị thấy là đã là phục vụ trong quân đội và không những vậy là luật sư thành nhân mà luật sư là luật sư tranh đấu cho nghĩa là quyền lợi của những người tiêu thụ thì đây nó là một người mà tiếng anh họ dùng là activist đó, một luật sư nghĩa là tranh đấu và lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi cho người tiêu thụ đó là cái chuyện quan trọng cái thứ cái thứ hai đó mà tôi muốn nhắc là là không phải là dễ Chúng ta biết là ở đây chúng ta đã có rất là nhiều uh, si căng đan về vấn đề những cái người mà ra tranh cử thì đây đó. Thì tôi thấy là anh này tôi không phải là đảng dân chủ như anh này nhưng mà tôi thấy là đây là một cái dịp chúng ta chọn một người uh, gốc Việt xứng đáng xứng đáng để ra tranh cử với bà uh, uh, Michelle Steele. Bà Michelle Steele thì gốc Nam Hàn nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta muốn mà một người có thể tranh đấu cho chúng ta được nhiều hơn lẽ dĩ nhiên là người Nam Hàn thì họ sẽ cố gắng tranh đấu cho người Nam Hàn thì ở đây đây chúng tôi muốn nhắc nhở là quý khán thính giả và quý khán thính giả nhắc đi cho những người khác là chúng ta hiện giờ có một ứng cử viên gốc Việt và người này sẽ tận tụy ủng hộ các vấn đề mà chúng ta phải gặp hàng ngày. Ông này thì là vừa có một cái business nhỏ, vừa có vừa làm cái là gọi là luật sư và trước đây là ông này đã tham gia vào quân đội Hoa Kỳ để có thể nghĩa là đáp lại hay là trả ơn lại cho Hoa Kỳ vì đã cho đây là một gia đình này gia đình của anh Derek Trần là một gia đình nghĩa là Bot people nghĩa là gọi là dân vượt biên và vượt biên là thì ông này cũng là gia đình này đã tới về, về, về indonesia nhưng mà ở đây đó mình nói là đã trải qua tất cả những khó khăn của một người tị nạn việt nam tại nghĩa là hoa kỳ thì đây nó là một cái tôi đánh giá đây nó là một cái ứng cử viên xứng đáng chúng ta ủng hộ cho họ. Vấn đề mà anh uh, Quốc qua bên này phỏng vấn hay là gọi là gây quỹ cho anh uh, Derek Trần đó, thì tôi cũng uh, mong là, là là sẽ có mặt ở đó và lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện được nhiều hơn. Vâng. Vâng, à, cảm ơn anh Quân đã giới thiệu về anh Derek Trần. Thưa quý vị, anh này đó là À, cái cái đơn vị 45 là cái đơn vị mà người ta nói là là, là thủ phủ của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, trong cái mùa bầu cử vừa qua năm 2020 của tổng thống Joe Biden thì tổng thống Joe Biden đã thắng 6 điểm ở tại địa điểm này. Cho nên mặc dù vậy nhưng mà chúng ta biết là bây giờ chúng tôi xin giới thiệu lòng bào ở bên Nam Cali. Quý vị biết á là chúng ta tìm một cái người ở vào liên bang đó, nó khó lắm, không phải là dễ đâu nhưng mà nếu mà có cơ hội chúng ta hỗ trợ để có tiếng nói của mình đấu tranh cho dân chủ mà anh này đó là dân đi tị nạn chính trị tức là vượt biên mà vượt biên là tị nạn chính trị rồi là tham gia vào quân đội của hoa kỳ tức là anh đã đóng góp rồi cho nên cái niềm tin của người dân ở mỹ cũng nhiều lắm và anh bây giờ anh mở cái văn phòng và anh bây giờ đóng góp thì chúng tôi nghĩ là quý vị ở nam cali à, à, nghe nói là gia đình anh này cũng đang theo dõi chương trình của mình là anh, anh quân ơi <laughs> tôi, tôi không biết nhưng mà cái là tôi chỉ biết là thường thường đó là anh 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 Hoàng Bách biết là tôi là bao giờ cũng vậy hết. Tôi là uh, một mà nghĩa là người mà không theo phe nào hết. Thì ở đây đó khi mình làm mình lên đài mình nói chuyện thì mình có một cái tự do mình chọn cái ứng cử viên của mình nếu mà xứng đáng thì tôi chọn nếu mà cộng hòa mà xứng đáng thì tôi cũng sẽ ủng hộ cộng hòa thôi mà nếu mà dân chủ xứng đáng thì tôi nghĩa là cũng phải ủng hộ dân chủ thôi thì ở đây đánh giá trong nhiều năm tới bây giờ mới có một ứng cử viên gọi là Derek Trần rất là xứng đáng thì tôi nghĩ là và có nhiều xác suất thành công nhiều xác suất lấy cái ghế này để đưa một người việt nam của thủ đô của người việt nam lên washington dc thì tôi cũng mong là quý vị nghe uh, chương trình của anh hoàng bách hay là nhiều chương trình khác thì thấy tại sao cái lý do tại sao mình phải ủng hộ đây là một cái dịp không phải là chúng ta đã vào dòng chính rồi mà khi vào dòng chính là một trong những cái chuyện quan trọng là chúng ta phải đi bầu và đi bầu quý vị thấy là tôi nói chuyện với anh Hoàng Bắc là lúc nào tôi cũng nói sức mạnh của chúng ta là cái lá phiếu tại vì cuối cùng đó cái lá phiếu nó quyết định tất cả thì ở đây đó tôi chỉ nghĩa là muốn nói là đây là một ứng cử viên xứng đáng và ông ta ông Derek Trần này đó đã, đã vào chung kết rồi chỉ còn hai người thôi vào tháng 11 này thì hai người sẽ ra tranh cử thì một là anh Direction và nghĩa là anh này đấu đá với một người đã từng làm tại đây nghĩa là khá lâu rồi. Nhưng mà về vấn đề mà gọi là uh, lập trường chính trị thì tôi thấy còn nhiều cái nghi <laughs> ngờ. Thì tôi không muốn nói, tôi thì bao giờ cũng nói về cái chuyện tốt thôi. Chứ cái chuyện nhưng mà ở đây đó, khi mà quý vị nghe tôi rồi đó thì quý vị cũng hiểu tại sao mà tôi đề nghị quý vị ủng hộ cho nghĩa là là, là anh Derek Trần vâng à, cảm ơn anh Quân rất là nhiều chúng tôi giới thiệu một vài nát đặc biệt và vào chủ nhật này lúc 2 giờ chiều à, giờ hiếu tinh thì quý vị sẽ theo dõi chính à, anh Quốc à, chị Bùi Như Mai và chúng tôi nữa có à, cùng thảo luận để gây quỹ hỗ trợ cho anh mình hỗ trợ tinh thần. À, quý vị biết đó là chúng ta cần có tiếng nói và chúng ta vào liên bang cũng khó lắm quý vị mà vào được đó, có, có, cơ hội thì chúng ta nên hỗ trợ đây là cái cơ hội mà chúng ta thấy là trong cái này dân chủ đang bị đe dọa đó thì đây là một người mà vào có tiếng nói đã hỗ trợ cho cộng đồng người việt thì rất là tốt bây giờ thôi bây giờ trở lại cái vấn đề của nước mỹ à thưa anh bây giờ thì ai cũng lo âu kể cả âu châu đang áp lực rất là nặng nề Lấy ông mai danh sinh tức là đường kim chủ tịch của quốc hội hoa kỳ ông này bị hàn quốc cũng áp lực mà bên âu châu cũng áp lực mà chính tổng thống zelensky của ukraine cách đây hai ngày cũng gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với ông mike jensen có lẽ ông thấy là đây là cái nhu cầu cấp thiết cần phải thông qua một cái gói viện trợ 95 tỷ thì người ta chưa biết sao nhưng mà bên cạnh đó là nay trong nụ tình của ông ông mike jensen cũng biết ổng còn trẻ mà thưa quý vị mới 40 40 50, 52 tuổi à 52 tuổi rất là tiềm đang nhiều ông dù là đồng minh của ông Trâm nhưng mà ông Trâm cũng 78 rồi sắp 78 rồi thì 78 thôi tương lai của ông còn nhiều nếu đi theo ông Trâm mà lỡ té ngã rồi cũng càng uổng nữa một cái nhân vật đang ly và bây giờ bên đảng dân chủ thì hứa là nếu ông đi đúng đường thì chúng tôi sát cánh cùng ông thì bây giờ chúng ta thấy như thế nào bây giờ đặt lại với anh anh anh, anh Quân theo anh, ông đã lời trên nhà phóng ông nói là ông sẽ cố gắng, mặc dù ông nói là bây giờ ngay trong nội tình của trump đám đảng của ông đó nó có nhiều người quá cực đoan muốn là chống ông đùa lật đổ ông mà đùa cấm là không được viện trợ, bởi vì nếu mà viện trợ cho ukraine á, thì đây là cái món quà theo lời ông trump nha, đây là cái món quà tạo không tặng không cho ông joe biden trong cái mùa bầu cử năm 2024. bây giờ xin nhanh, vâng tôi thì tôi ngược lại nếu mà không có bầu cử không có viện trợ cho ukraine đây là một cái món quà cho ông putin thì quý vị muốn cho một cái món quà cho ông putin hay là cho một cái món quà cho một cái nước mỹ ủng hộ nền dân chủ ukraine và tránh được cái việc các nước lớn ăn hiếp nước nhỏ Quý vị cứ tưởng tượng coi bây giờ nếu mà Trung Quốc ăn hiếp Việt Nam thì sao? Thì hay là Trung Quốc ăn hiếp nhiều cái nước nhỏ như Trung Quốc ăn hiếp Philippines thì chúng ta đi ủng hộ Trung Quốc hay chúng ta đi ủng hộ Philippines? Thì đây nó là cái việc giống như hệt như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phải đi ủng hộ một cái nước nhỏ cái nước mà bị xâm, bị họ, Nga xâm lược đây là tự nhiên nga vì một lý do nào nó nói là bây giờ chúng tôi là, là đánh chiếm anh thì anh phải phục tùng chúng tôi thì đó nó là cái vấn đề rất là quan trọng trong vấn đề chính trị trong một thế giới phải có luật pháp mà thế giới không có luật pháp đó thì các nước lớn sẽ luôn luôn ăn hiếp nước nhỏ vì vậy mà quý vị thấy là tất cả trên thế giới Hoa Kỳ đang cố gắng làm những cái liên minh để các nước ngồi lại với nhau để bảo vệ nhau để có thể giữ được một thế giới có pháp luật một thế giới dựa trên pháp luật chứ không phải một thế giới dựa trên sức mạnh cơ bắp của các nước lớn tại đây đấy mình thấy là các nước như là Trung Quốc hay là Nga họ chỉ sử dụng nghĩa là sức mạnh cơ bắc sức mạnh của súng ống sức mạnh của quân sự để đi ăn hiếp các nước nhỏ thì chúng ta đi ủng hộ ai thì đây đó vấn đề của hoa kỳ đó ở đây đó tại sao ông mike sân đã sợ sệt là tại vì khi mà ông put ông, ông donald trump không chịu ủng hộ nghĩa là ukraine mà không ủng hộ ukraine đợi tới khi để cho ông ta giải quyết chắc gì ông ta đã thắng cuộc đó là một cái thứ hai nữa nếu mà đợi như vậy đó thì có phải là tặng một món quà cho ông putin hay không chúng ta liệu có muốn tặng một cái món quà cho một cái là một cái nước mà gọi là đi xâm lược nước khác thì đó nếu mà chúng ta muốn sống trong một thế giới có pháp luật một thế giới có nghĩa là trật tự một cái thế giới có thể dựa trên pháp luật để nghĩa là xử sự, sự với nhau thì lúc đó chúng ta thấy là cái việc mà viện trợ cho ukraine là một cái chuyện rất là quan trọng rất là quan trọng vì vậy chúng ta cũng phải đi bầu cho những cái dân biểu liên bang mà có lập trường dựa trên luật pháp lược trường dựa trên nghĩa là những cái nghĩa là truyền thống pháp luật của chúng ta Chứ vì vậy đó tại sao tôi đánh giá là anh Derek Trần đó là cũng tốt là tại vì đó là một anh luật sư thì là anh ta sẽ hiểu cái chuyện đó nhiều rất là nhiều và vâng. và bây giờ có câu hỏi với anh Quân đó chúng ta biết là ví dụ như ông Trâm hay là những cái dân biểu của là Maga cộng hòa đó họ chống là viện trợ cho Ukraine mà chống viện trợ là gì chống viện trợ là để cho Putin lấy không bởi vì mấy ngày hôm nay nếu quý vị theo dõi tin tức của thế giới đó thì cứ sàn gọi là coi như hạ tầng cơ sở về điện đó Nga nó phá nát hết nó nhiều tiểu, ở nhiều thành phố nhiều tiểu bang của Ukraine mà trước đây bà Lee Cheney và một số người đã lên tiếng rồi nói là bây giờ đang đảng cộng hòa có một bộ phận là công cụ của Putin nha là bộ phận là công ngụ của Putin quý vị đó là những cái người mà quý vị đã từng gọi là ở miền Nam rồi đã tham gia rồi quý vị tưởng tượng là ở chiến trường mà bây giờ họ cấp vũ khí không cho súng đạn bắn được lấy bây giờ cấp thiệt rồi rồi quý vị đi ở tù quý vị qua bên này HO quý vị đi ủng hộ một cái người mà gọi là đồng lõa với ông Putin quý vị nghĩ sao vậy Chúng tôi không muốn trả lời. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Những người mà đồng loại với Putin nó Putin sẽ lấy Ukraine đi mà lấy Ukraine là lấy Âu châu. Bởi vì ông sẽ tiến tới Âu châu. Rồi tiến tới Âu châu tức là lúc đó là Mỹ sẽ tham gia và đổ xương máu. Con cháu của quý vị sẽ tham gia vào cuộc chiến đó. Thì quý vị cách là sao Mỹ bỏ? Quý vị nó lên án ông Nixon rơ ông Nixon uh, so bỏ uh, bỏ Việt Nam đồng hòa thì bây giờ ai là bỏ việc bỏ uh, Ukraine? Quý vị ngẫm nghĩ đi quý vị đừng nói Bây giờ mình rất là thực tế Mình đừng hỗ trợ một người Mình không thể nhắm mắt Bởi vì mình có trí tuệ mà Con cháu của mình để cái di sản đó Ông nội bà nội này Kỳ này đi bỏ phiếu này Không lẽ bây giờ quý vị hại con cháu của quý vị sao Quý vị nói là muốn con mình Cháu mình nó hạp hành đàng hoàng Nó tham gia vào dân chính Một người kỳ thị người Á Châu Kỳ thị người Phi Châu mà bây giờ quý vị đi bỏ phiếu quý vị nói đó là ô tôi như vậy mà những cái thành phần quý vị tôi thấy là ở trên đó ông Phạm Gia Đại cũng là một cái gọi là người viết báo đó cũng là cái người mà ca tụng Trời ơi viết báo mà đã từng là ở trong nước mà mà, mà bây giờ còn đi tin tưởng đó, thì chúng tôi thấy là bây giờ có cái văn biểu đó của Cộng hòa họ nói là trong bộ phận của Đảng Cộng hòa có một có một số người là công cụ của ông Putin. Rồi chúng tôi muốn nhắc lại để quý vị tự suy nghĩ rồi quý vị đánh giá rồi quý vị đi bỏ phiếu à, rồi quý vị lên tiếng trước đây mình có thể nhầm lẫn là ô ông trump ông sẽ chấm trung cảm ô mình bỏ rồi cái giả thuyết mà tuyên truyền nói rằng ô dân chủ lên là thổ tả dân chủ lên là mất nước dân chủ lên là đi theo trung cảm quý vị nói hai trăm bốn mươi mấy năm rồi hết dân chủ tới cộng hòa hội lãnh đạo không có ai mà vô có thể tha thế trở thành ngoại trừ có một một số người như ông trump tôn tính là mình muốn làm độc tài À, đó là những cái điểm anh quân nghĩ sao về cái vấn đề cái gói viện trợ như anh nói đó anh nghĩ là ông mai danh sinh ông có đủ căn là ông có vượt qua những cái chuyện này ông liên kết với 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 với, với dân chủ không ông mai danh tôi nghĩ là cũng phải tới cái chỗ đó tại sao cũng phải cho cái lý do quý vị biết á cái gói viện trợ 95 tỷ đó là do thượng viện mà lưỡng đảng của thượng viện gửi xuống hạ viện mà ông ta làm lơ trong nhiều tuần lễ rồi hơn ba tuần rồi bốn tuần rồi thì đó nó là một cái chuyện cực kỳ là hiếm chưa bao giờ có cái chuyện thường thường đó cái gói của thượng viện hay cái gói của hạ viện mà gửi lên thượng viện hay là thượng viện gửi xuống hạ viện đều phải xem xét và đánh giá và mau chóng lấy quyết định còn đây là ông ta làm lơ trong nhiều tuần rồi cũng là, là nhờ cái lễ phục sinh và do cái lễ phục sinh rồi ông ta làm lơ trong một thời gian nhưng mà không có thể làm lơ hoài được tại vì đây nó là cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ được thượng viện được lưỡng đảng ở trên thượng viện gửi xuống cho cái gói viện trợ đó gửi xuống cho hạ viện để nghĩa là, là 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 bầu mà ông ta làm lâu thì không có thể tiếp tục làm lâu được thì tôi mong là đây đó nó là cũng là một cái dấu hiệu cho thấy là ukraine cũng có thể sắp có viện trợ được mình có cái hy vọng trong những ngày gần đây đó là ukraine sẽ được tiếp tục viện trợ và có viện trợ thì họ mới họ đâu có đòi hỏi các nước NATO hay là Hoa Kỳ gửi quân đội quá. Họ chỉ yêu cầu Hoa Kỳ giúp họ để họ có súng đạn để họ tranh đấu. Chứ chả nhé là tranh đấu với lại là đống đá hay sao? Hay là tranh đấu với lại thái cực đạo hay sao? Thì ở đây đó, chúng ta phải nhớ cái chuyện này là việc này nó là một cái đầu tư cho Ukraine để tránh cho chiến tranh nó có thể lan rộng ra hơn. Vâng bây giờ thì uh, cảm ơn anh Quân đã phân tích về vấn đề này bây giờ trở lại vấn đề chúng ta biết là ông chánh án mà xét xử cái vụ án hình sự đầu tiên của ông Donald Trump ở Manhattan cái vụ án nó sẽ xảy ra đúng là 25 tháng 3 vừa rồi nhưng mà vào ngày 25 tháng 3 thì có những cái dữ kiện mà ông uh, uh, Kevin Pratt ấy, là ông uh, công tố viên ấy, ông nói là có nhiều dữ kiện cho nên ông chánh án uh, June Merchant ông mà chờ và ông nói là 15 tháng 4 này đó là bắt đầu xét xử về vụ án hình sự đầu tiên của ông Trâm nhưng mà ông Trâm thì dùng những cái lời lẽ viết trên True Social và viết trên nhiều uh, cơ quan truyền thông đó đã kích ông này là hội chứng về mất trí Đúng không? <laughs> ông Emerson mất trí rồi còn viết uh, chửi con gái của ông uh, um, uh, ông ông Emerson á là uh, chửi với cô này vì cô này đã có một cái ác trên cái mạng xã hội X à, trước đây là Twitter đó nhưng mà cổ sau khi mà tìm hiểu chấp nhận thì trước đây của có dùng ở trên mạng này nhưng mà sau này cũng bỏ rồi do này ông Donald Trump ông chữ nhầm và sai và bây giờ thì chúng ta thấy ngày hôm qua thì ông chánh án Merced ông đưa ra cái luật đưa ra gọi là buộc biệt miệng đối với ông Trump à, à thì thưa anh đây là trước đây là ông đã cảnh cáo rồi ông trâm rồi nhưng mà bây giờ là cảnh cảnh cáo nặng hơn nói bây giờ ông không được đưa ra gọi là tấn công tôi thì được nhưng mà tấn công gia đình tôi hoặc là bên công tố viên đó hay là bên chánh án đó, hay là bên nhân viên của tòa án đó thì có những cái biện pháp nặng hơn anh nghĩ là ông trâm có dám làm tiếp nữa không để mà có thể là ông ông có thể bắt vô tù được đó à, anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh quý vị nhớ cái vụ kiện về không phải hình sự nhưng mà về dân sự thì ông Trung cũng không những vậy mà còn chửi cả 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 ông gọi là anh án nữa gọi là chửi ông <laughs> quan tòa nữa thì sao càng làm những cái chuyện đó càng bị phạt nhiều thì đó nó là dân sự nhưng mà bây giờ hình sự đó thì quý vị cứ việc chửi mà chửi xong đó thì quý vị có thể lãnh một cái án mà mạnh hơn thì quý vị đừng có đừng có ngạc nhiên tại vì ở đây đó là mình phải tóm lại đây là cái người mạnh người có tiền người có luật sư ý cái chuyện này để ăn hiếp người khác thì nếu mà không có tòa án đó, thì ai xử là người nào đúng hay không thì nếu mà trong đời đó ở đời đó thì cái người mạnh sẽ thắng thành không còn luật lệ gì hết việc này nó cũng giống hệt như là việc đánh Ukraine đánh nhau tại biển Đông là cái người mạnh đó thì có sức mạnh thì có luật sư muốn làm gì thì làm thì cái chuyện đó như vậy chúng ta sẽ sống trong một cái gọi là xã hội không còn luật lệ nữa không có luật lệ đó thì chỉ có lợi cho những người mà gọi là mạnh mà thôi, những kẻ yếu thì sao? Những kẻ yếu thì không có tiếng nói vì vậy đó. Tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó quý vị ở đây quý vị biết là lúc nào tôi cũng nói sức mạnh của quý vị là gì là cái lá phiếu mà cái lá phiếu đó thì nó sẽ đánh giá được, nó sẽ bầu lên những cái người mà chúng ta áp dụng bầu những cái luật để cho cái xã hội nó công bằng hơn, nó tốt hơn chứ không phải là gì. Nhưng mà ở đây đó tôi nghĩ là ông Trump đó vì có một cái quá khứ, tôi nói tôi nhắc lại cho nó ký quá khứ ăn nói bậy bạ, ăn nói thiếu kỷ luật, do đó cái miệng của ông ta đã hại ông ta trong nhiều lần chứ không phải quý vị cứ nhớ đấy cái vụ kiện dân sự. Đối với bà Caron lúc đầu đó, có 5 triệu thôi. Nhưng mà sau đó ông ta ra ông ta sử dụng cái miệng mà nói chửi bà này thì bị kiện lại bị phạt tới 95 triệu. Quý vị thấy không? Từ 5 triệu nhảy lên 95 triệu nếu mà 80, tiếp tục. 80, 80, 83 triệu, 83 triệu. Thì đó thì cộng lại đó thì nghĩa là tôi nói là bị vậy đã bị còn nặng hơn nữa mà đây đâu có phải là quan tòa mà, mà phạt đây là bội thẩm đoàn đã phạt chứ không phải thì ai cũng vậy hết trong một xã hội mà người ta thấy cứ người mà có sự có tiền có sức mạnh có luật sư ăn hiếp mà ăn nói như vậy đó thì là phỉ bán người khác đó phỉ bán thì bị phạt thì ở đây không phải là vấn đề dân sự mà vấn đề hình sự vấn đề hình sự cũng vậy thì đây nó là một cái cách của ông ta để phỉ bán những cái người mà sẽ ngồi và xử ông ta thì đây nó là một cái là chính sách là theo tôi đánh giá thì là lầm, tại vì nếu mà phì bán nhiều chừng nào thì sẽ lãnh một cái án nó nặng hơn nữa thế thôi, cái đó là một cái chuyện tự nhiên không cần phải phân tích nhiều để hiểu được, vâng. Vâng, à, cảm ơn à, anh Quân thật sự nếu mà tòa ở bên Việt Nam mình không biết nhưng mà tòa ở đây đó anh vào đó là phải có ngồi nghiêm túc đó, phải có lễ độ đó chứ đoàn là ông ông sở dĩ mà ông trâm ông vào rồi ông ngồi ông bỏ ra rồi ra rồi ông dồn trở lại ông coi tòa không ra cái gì cho nên các cái vị mà là bầu thẩm đoàn đó họ phải mà là con nói mình có nhiều tiền nữa chứ lỗ <laughs> họ nhiều tiền cho nên họ có lại họ không ưa cái thái độ cái ngôn ngữ và cái cách sắp xược như vậy ở tòa à, đó là học hợp phật cho nên từ 10 triệu thôi bà bà carol bà, bà yêu cầu chỉ 10 triệu thôi mà lên tới 83 triệu thì quý vị thấy là nó rất là hại cái nói như anh quân là cái miệng nó hại cái thằng bây giờ trở lại cái vấn đề mà anh quân đó là kinh tế thì anh rành rồi anh biết rồi anh là tiến sĩ kinh tế thưa quý vị đã dạy là học luật khoa ở sài gòn à, dạy về kinh tế à, thứ anh vào ngày 25 tháng 3 thì chúng ta biết là cái công ty của ông Trump là True Social đó đã lên sàn chứng khoán hợp tác với một công ty khác nó trở thành công ty gọi là Trump Media Technology Group à nó lên sàn chứng khoán thì anh thấy mới lên một tuần thôi từ lên tới 79 đồng mấy một xe nha yeah. nhưng mà bây giờ ngày hôm kia cách đây hai ngày thì nó rớt xuống còn đâu có 48 đồng 66 cent đi tức là người ta tính ra đó thì lỗ cái công ty nó rột, lỗ vào khoảng là 4 tỷ đô la riêng ông Trâm đó là ông chiếm 57% trong cái cổ phiếu uh, trong cái công ty True Social, cho nên ông lỗ khoảng 2.5 tỷ đô la nhưng mà anh biết đó, cái ông Trâm hình như là vua phải nói là vua trên đời đó bây giờ ông đi kiện cái bọt nơ của công ty True Social là lúc mà ông ông Trâm ra mở cái công ty True Social đó nó có có hai người tới vận động ông đứng vô công ty để mà làm rồi họ cho ông cổ phiếu nhiều chắc là họ nhờ muốn nhờ, nhờ cái thương hiệu Donald Trump cho nên cuối cùng là bây giờ ông còn đi kiện nữa chơi với nhau nội bộ trong công ty mà còn kiện tụng nữa thì anh thấy là rõ ràng nó phơi bài cái làm ăn của ông Trump nó không trung thành với nhau mình không biết là tại ai nhưng mà kiện tụng là mình thấy nó không trung thành rồi bên này hoặc bên kia xin anh cho nhận xét về vấn đề này thưa anh anh Hoàng Bách có nhớ không? Trước đây đó, cách đây độ 2 tuần hay gì đấy anh có hỏi tôi đó là ông Trung ông ra lên sàn chứng khoán như vậy mà ông lên ông được một lúc mấy tỷ thì như vậy tôi chỉ nói là thế này tôi trả lời câu trả lời mà tôi nhắc lại cho anh Hoàng Bách một công ty làm ăn không có lời lỗ vừa rồi đó tại sao nó xuống là tại vì người ta thấy là cái là đưa vào là 4 triệu mà lỗ 58 triệu thì làm sao lên sàn chứng khoán tại sao người ta đầu tư vào công ty người ta đầu tư là người ta mong được hưởng cái lời của công ty làm ăn có lời thì lúc đó mới chia cổ phần chia ra cái lời cho của 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 cái cái, cái trên trần chứng khoán chứ nhưng mà lỗ thì làm sao có lời được đó là chuyện đầu tiên cái chuyện thứ hai là bây giờ kiện tụng nữa đó thì tôi có thể cam đoan với anh Hoàng Bách là cổ phiếu của công ty Tu Social Media còn sẽ xuống nữa. Tại vì kiện nhau, kiện nhau thì làm ăn trong khi làm ăn mà kiện nhau như vậy là có xào xáo trong gia đình mà có xào xáo trong gia đình thì làm sao làm ăn có lợi được. Hiện giờ đó tôi nói với quý vị là công ty của ông Trung không có lời thì thể nào cũng sẽ còn xuống nữa Nhưng mà chưa à, bây giờ còn 48 đồng như mai mốt tôi nghĩ là còn xuống nữa cái đó đó tôi không phải là một chuyên gia tôi là chuyên gia kinh tế kinh tế vi mô chứ tôi không phải là chuyên gia về sàn chứng khoán nhưng mà cái logic nó cho thấy là khi mà không có sự nghĩa là ôn hòa trong công ty không có nghĩa là là là, là, là kiện tụng đó thì lẽ dĩ nhiên thì làm ăn làm sao thành công nữa mà không thành công thì tự nhiên là cái cổ phiếu cái giá cổ phiếu của mình nó sẽ tụt thôi mà nó tụt thì ông ta có thể xuống nó còn không còn cái gì nữa chứ không có phải là nói là bây giờ mất mấy tỷ đó là chưa thấm thiết gì hết còn xuống nữa tại vì cái tiền này là tiền trên giấy chưa, nếu mà họ bán ra trong một ít lâu nữa mà kiện tụng nữa đó, thì họ bán hết mấy cổ phiếu họ bán cổ phiếu thì nghĩa là sẽ không còn gì hết thì đối với tôi đó quý vị thấy đó ông Trump lúc nào cũng khoe là ông ta là một người làm ăn thành công ông ta có nhiều tiền nhưng mà quý vị có thấy khi nào ông ta làm ăn thành công đâu từ khi ông ta lánh cái cái nghĩa là gia tài của ông bố tới bây giờ làm ăn trung casino là lỗ uh, trung uh, hãng máy bay là lỗ trung đại học uh, trung cũng là lỗ có lúc nào mà thành công đâu tại vì thành công là cái miệng mà người người nào nghe mà không nhìn vào cái đó đó quý vị thấy lúc đầu tôi lên anh anh hoàng bách hỏi tôi thì ông này ông lên sao nhiều vậy tôi nói không sao đâu một công ty mà chưa có lời toàn là lỗ thì làm sao mà lên lên sàn chứng khoán thì trong một thời gian đó, người ta làm sao người ta đầu tư vào được lúc đầu có thể người ta đầu tư vào là tại vì người ta nghe cái tiếng ông này nhưng mà sau khi người ta thấy chỉ có vài ngày thôi mà người ta thấy là lỗ không có lời thì tự nhiên anh thấy là cái giá cả từ 76 đồng xuống còn có bốn mươi mấy đồng thôi và tôi nghĩ nó còn sẽ xuống nữa nếu mà còn tiếp tục kiện giữa các người như là cổ đông trong công ty thì đó nó là một cái logic mà mình thấy thì tôi thấy bây giờ đó mình thấy trong từ quá khứ tới bây giờ thì ông ta có làm ăn có có chỗ nào thành công đâu đi ra làm ăn về công ty Trung thì bị tòa án ở New York phạt 355 triệu chưa kể là chưa kể là phạt về các cái tiền uh, lãi suất nữa thì tại sao bị phạt tại vì ăn gian đây là một người làm ăn không có trung thực, ăn gian. Ăn gian với bị án tòa chứ còn không thì làm sao Làm sao bị án tòa. Mà khi mà bị án tòa bị phạt rồi đó thì phải đóng muốn nghĩa là, là, là kiện trở trở lại đó, muốn kháng kháng cáo đó thì phải đóng tiền thì vừa rồi nó cũng phải đóng 175 triệu vậy. Nghĩa là có tội đây là một người làm ăn gian dối. Có tội thì mới bị phạt. Còn không có tội thì ai mà phạt anh Hoàng Bách. Nếu mà anh Hoàng Bách không có làm ăn mà không có ăn gian. Thì làm sao mà bị phạt. Đúng không? Thì ở đây đó. Quý vị đừng có quên đó. Đây là một cuộc uh, án dân sự. Mà ai cũng có thể theo dõi được. Không có thể ăn gian nói dối được. Không phải là ông ta bị oan. Nếu mà bị oan thì mình nói. Chứ còn không có bị oan. Thì vì bị, bị vậy mới bị... bị... Ông tòa phạt là 355 triệu Phải có tội Phải ăn gian Mà ăn gian trong nhiều năm Cả nghĩa là cả thập niên Bị vậy mới bị phạt tới 355 triệu Do đó tôi nghĩ là đây đó, ông, lên, ông ta lên sàn chứng khoán Thì cũng sẽ đi tới Một cái chỗ mà gọi là Chúng ta thấy là Làm ăn mà không có đàng hoàng đó thì tự nhiên sẽ cãi nhau mà cãi nhau đó thì giá cả trên tràng chứng khoán nó sẽ xuống thôi tôi tôi nghĩ nó là như vậy vâng vâng bây giờ cô hỏi chó với anh quân đã qua tất cả các cái sự kiện xảy ra trong lãnh cộng hòa cũng như là nhiều à, các vị và chính khách mà trước đây cộng tác với ông Trâm đó như là ông mật mà ông ông mật Mioli hay là những ông mà, à, mà, mà, à, ông mật ông Esper Esper ông bộ trưởng quốc phòng expert, Bà, yeah, À, cũng như là nhiều nhân vật lên tiếng nghĩa là không nên bầu cho ông Trump bởi vì nó rất là nguy hiểm chính là người mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại là chủ tịch của đảng cộng hòa là ông Michael Steele ông này là chủ tịch của đảng cộng hòa toàn quốc nha chứ không phải là như thế là ta mơ mà mình phát biểu đâu mà ông nói là ông sẽ bỏ phiếu cho ông Biden bởi vì ông Trump đó làm cái điều mà có hại cho đất nước à, bây giờ trở lại với anh quân đó là với cái sự mà à, bây giờ thì mình thấy là rõ ràng ông gây quỹ đó ông đang gặp khó khăn khó khăn thứ nhất là chi phí luật sư quá cao mỗi một năm hai, hai 2023 là ông trả tới gần năm à, mươi mấy triệu đô la cho chi phí luật sư rồi ông đám tiền gọi là tiền phone à, cho ở ở New York rồi bây giờ đó nhiều cái vấn đề mà nó tới tấp mà đặc biệt là cái quỹ gây quỹ cho quỹ tranh cử thì người ta có hỏi ông đó là ông có quỹ tranh cử đó. ông nói ông đâu có đủ tiền để mà đám. rồi ký giả hỏi như vậy cái tiền đó ông có để cho trang trải cho cái vấn đề vận động tranh cử không, ông nói là đây là chuyện của tôi không quý vị không cần biết đấy vân vân và vân vân thì rõ ràng là càng ngày mình thấy ông Trâm đang gặp khó khăn chứ không phải vậy mà đặc biệt là trong nội bộ của đảng cộng hòa người ta đánh giá bởi vì quý khán giả thường thường gặp tôi hay là có thể gặp anh quân cũng hỏi kỳ này ai thắng đó ông nghĩ sao về cái vấn đề bầu cử hai hay ông thấy à thì người ta phân tích dựa vào những cái phân tích đó, rất là thường tình đó năm 2020 là ông Trump có đủ điều kiện để ông thắng cử là sao ông đang tại chức ông có quyền hành ông có đi đâu đi đó ông dễ dàng tiếng nói ông có ông dễ nữa không cần quảng cáo nhiều vừa có thượng viện và vừa hạ viện nữa đúng rồi vậy mà ông là thắc cử đa số trong thượng viện đa số trong hạ viện mà thắc cử với số phiếu phổ thông là tới 8 triệu phiếu đâu có ít à điều đó cho thấy là năm nay ông rất là khó khăn đó là lúc đó đó chưa có cái tù vụ án về hình sự dân dân sự nó xảy ra bây giờ nó xảy ra uh, nghĩa là hạ rầm một cái điều nữa đó, là quý vị thấy binh cầm hòa nói vậy đó họ nói không như trước nữa bây giờ bằng cớ là ông kêu gọi gây quỷ nhưng mà rất khó anh thấy không họ nói vẫn có thể bằng cái miệng nhưng mà cái kết quả họ thấy là không có họ không hỗ trợ nhiều như trước nữa anh cho nhận xét bởi vì cái tham dò đó khổ cái là cái sự tham dò đó nó nó ông Biden có nhiều lúc gắt ông Trump và ngược lại ông Trump gắt ông Biden cứ là coi như mình ngang ngăn đi thì mình thấy rõ ràng là ông Biden bây giờ có thuận lợi rất là nhiều anh nghĩ sao về vấn đề này để mà kết thúc chương trình tôi thì tôi cái là đánh giá thế này thường thường đó khi nào có làm khảo sát đó thì quý vị biết là họ chỉ lấy trong 350 triệu người họ chỉ lấy vài ngàn người và họ khảo sát trên cái đó và khi khảo sát đó, thì nó tùy thời gian ví dụ bây giờ họ khảo sát vào cái lúc mà ví dụ như là tôi nói cái chuyện này không có thật nhưng mà nghĩa là chuyện ví dụ như là lạm phát nó đang lên 10% phần trăm thì khi khảo sát cái này đó thì lẽ dĩ nhiên là trong cái, cái 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 cái, cái lúc đó đó thì cái khảo sát nó sẽ bất lợi cho ông Biden tại vì ông Biden đang nắm quyền mà làm phát lên tới 10%. Thì đó nó là cái chuyện. Nhưng mà khi họ ra đi bầu, đó, tôi chỉ nhắc lại cho anh Hoàng Bách là chúng tôi thủ phủ người Việt đó thì ngay vào cái chỗ mà là cũng thủ phủ đỏ luôn. Orange County là đỏ. Một cái cái là mà bây giờ đó khi mà bầu cử vào 2020 xong đó thì ai thắng ở thủ phủ đỏ đâu có phải là ông 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 ông, ông uh, 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 cựu tổng thống Trump đâu đúng không mà đúng là lúc đó là ứng cử viên Biden thắng cuộc. Tại sao? Khi mà anh làm những cái thăm dò ý kiến đó, thì nó đúng trong một thời gian thôi. Nhưng mà đây tới tháng 11 nó còn nhiều lắm. Đó là một. Cái thứ hai nữa, nhiều người người ta không có nói. Nhưng mà khi họ đi bầu đó, thì họ sẽ đặt lựa chọn giữa hai người trên cái cân ông Trump hay là ông Biden thì họ để trên cái cân cái cân nào lợi có lợi cho họ làm những cái điều tốt hơn thì họ sẽ bầu, còn những cái người nào mà nếu mà họ để hai người lên cán cân mà cái cán cân mà ông ông Biden không làm tốt thì tự nhiên là sẽ phải trả cái giá thôi, tại vì cái lá phiếu là cái sức mạnh của chúng ta, chúng ta có thể chọn được mà không ai bắt buộc chúng ta chọn hết chúng ta chỉ khi chúng ta đi bầu thì chúng ta giữa chúng ta lương tâm chúng ta và chúng ta chọn một người lãnh đạo và chúng ta nghĩ là sẽ dẫn chúng ta trong con đường thành công trong tương lai tôi chỉ lấy một cái ví dụ quý vị cứ nhớ là ông Trung có bao giờ ông nói là tôi rất là giàu tôi nhiều lắm tôi không bao giờ lấy tiền của quý vị để chúng tôi ra tranh cử hết nhưng mà rốt cuộc bây giờ trả tiền luật sư của ông ta là ai trả? Đâu có phải là tiền của ông ta, tiền ông ta khuyên tiền, ông ta đâu có dùng tiền của ông ta đâu. Quý vị thấy không? Ông ta nói là ông ta tỷ phú mà bây giờ đóng 500 năm triệu 3, 450 triệu tiền phạt đó không có đủ tiền thế chấp mà phải xin tòa xin hạ cái tiền thế chấp xuống nữa, nghĩa là ông ta không có tiền. Một ông ta nói một đằng ông ta là một đẻo đó là một lấy quý vị có nhớ không tôi sẽ đưa cái là là giấy tờ gọi là là, là, là thuế của tôi khai thuế của tôi ông ta không đóng thuế trong 17 năm thì bây giờ nó là sự thật rồi chứ không có phải là chối nữa thì bây giờ chúng ta cứ phải so sánh lâu lâu chúng ta phải mọi cái óc ta nhớ lại bốn năm trước có những cái chuyện gì thì những cái chuyện nó có hay không ông ta nói ông ta giàu mà không có tiền đóng thế chấp thì cũng phải nhiều người ủng hộ của ông ta thế chấp cho ông ta thì quý vị biết đó, là những cái chuyện chúng ta phải thấy sự thật đó. chúng ta phải nhìn trước sự thật phân tích cái đó và đánh giá cái gì chúng cái gì sai cái gì tà cái gì là tốt và cái gì là tà thì gian tà thì tự nhiên chúng ta đâu có bầu đúng không người nào có đạo đức người nào không có đạo đức người nào có là đàng hoàng ấy người nào không đàng hoàng thì quý vị cứ thấy như vậy mà quý vị làm thôi. Vâng à, qua qua sự trình bày của tiến sĩ Đinh Trung Quân chúng ta tôi uh, xin phép là um, tạm uh, dừng chương trình ở đây. Uh, trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một ngày uh, vui bình an và cũng xin nhà mong quý vị hỗ trợ bằng cách quý vị ghi danh, share, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu và cảm ơn anh Quân đã đóng góp trong chương trình này chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới mời anh Quân Vâng. chúng ta vào cái năm bầu cử thì nghĩa là tôi sẽ dần dần nghĩa là khi nào tôi thấy có một cái mà ứng cử viên mà tốt hay là tại Cali hay là tại Texas hay là tại nhiều chỗ khác thì chúng ta cố gắng phân tích và chọn cái người nó xứng đáng đại diện chúng ta tại nghĩa là Washington DC, tại liên bang thì cái tiếng nói của chúng ta sẽ được nói một cách trung thực. Trung thực tôi dùng cái chữ trung thực vì vậy Chúng ta đừng có quên chúng ta là người tị nạn cộng sản. Thành ra làm sao chúng ta phải chọn cái người làm sao mà lên trên Washington DC nói được cái ước vọng của chúng ta tại đó. Thì lúc đó chúng ta về nhà chúng ta mới ngủ yên hơn. Và, xin, dạ, xin cảm ơn uh, anh. anh, anh dạ vâng xin kính chào.